Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem phim City Cubin của Trung tâm Nha khoa Nụ cười. Thì để xem được phim City Cubin thì các bạn phải truy cập vào cái Gmail của mình. Các bạn đăng nhập này, chọn vào cái Gmail của mình này. Các bạn truy cập vào mail à? Khi các bạn truy cập vào Gmail của mình thì Trung tâm Nha khoa Nụ cười sẽ gửi cho các bạn một cái mail, một cái đường link này. Thì các bạn nhấn tải về, nhấn tải xuống này. Tiếp tục tải xuống này. Các bạn chờ một lát, nó sẽ tải về. Sau khi tải về xong thì các bạn nhấn vào cái mũi tên này, Show in folder này, các bạn click vào đây. Đây, cái thư mục vừa tải về đây. Và lưu ý với các bạn phải có cái phần mềm giải nén này. Các bạn nhấn phải chuột vào đây. Các bạn giải nén này, giải nén ở đây. Sau khi giải nén xong thì nó có một cái thư mục cũng cùng tên này, nó nằm ở bên trên này, thư mục màu vàng này. Các bạn kích đúp vào đây. Các bạn kích vào file VT Autorun này. Các bạn chờ một lát này. Đó, nó sẽ load cho các bạn. Đây là cái giao diện chính của phần mềm xem phim City Cubin. Đây, ở đây nó có những cái chiều là mình muốn xem này. Đây là chiều nghiêng 90 độ bên trái này. Chiều nghiêng 45 độ bên trái này. Chiều thẳng trực diện này. Chiều nghiêng 45 độ bên phải này. Chiều nghiêng 90 độ bên phải này. Chiều từ đằng sau à. Chiều từ dưới lên này. Chiều từ trên xuống này. Các bạn quan tâm đến cái răng nào thì các bạn kích đúp vào cái răng đấy. Chẳng hạn như cái phim này tôi đang quan tâm đến cái răng số 8 thì tôi kích đúp vào cái răng số 8. Đó, nó sẽ tự zoom vào. Nó sẽ tự zoom vào cho các bạn. Thì các bạn quay xuống này, cầm chuột kéo quay xuống. Quay xuống đúng cái chỗ vị trí mình muốn xem này. Còn phóng to thu nhỏ thì các bạn vặn ở cái bánh xe trên con chuột này. Các bạn vặn lên thì nó zoom to lên, các bạn vặn xuống thì nó sẽ thu nhỏ vào. Còn đây là các chiều, các bạn muốn xem chiều nào thì các bạn bấm vào chiều đấy. Tôi muốn xem chiều nghiêng 45 độ bên phải. Đó, nó sẽ tự quay đúng góc 45 độ bên phải. Trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn cách xem phim City Cubin. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì các bạn có thể gửi thư về cho Trung tâm Nha khoa Nụ cười hoặc gọi vào số hotline 02256 576 999. Các bạn cũng có thể vào fanpage Nha khoa Nụ cười uy tín Hải Phòng. Tôi xin được phép kết thúc video tại đây. Xin chào và tạm biệt các bạn.